Cũng giống như hai người khi bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, trong lòng đều suy nghĩ rằng khi nào đối phương sẽ bất ngờ ra tay. Trong binh pháp có câu người trước một bước, nhưng chỉ cần Ngô Tam Quế không phản thì chúng ta không ra tay với hắn. Vì mối quan hệ của chúng ta với Tam Phi không phải là kẻ thù trên chiến trường. Tam Phi và Hán là công thần của nhà Thanh, triều đình đối với họ phải thật công bằng. Thái hậu thanh minh, khi lấy công chính để mà trị vì thiên hạ, chắc chắn sẽ được thái bình vĩnh cửu.